Gắn cái con race chip này vào Benzin X7 là các bác có thể tự tin đi trụng được Honda CR-V. Hi, xin chào các bác. Nghe anh Đức nói bên Basio có tin vui dành cho mấy bác đi Benzin X7. Thành ra là hôm nay mình qua Basio để xem có gì hot. Thì đây, mời anh Đức chia sẻ đi, tin vui. Rồi. Chiếc Benzin X7 được anh em mình sử dụng tại Việt Nam cũng được một khoảng thời gian rồi đúng không? Thì nhu cầu về độ công suất cho xe này đang có và rất là cao. More power, lúc đó. Nào cũng thích more power hết đó. Thì trước đây thì mình đã có cái sản phẩm là chip chân ga cho xe này rồi. Thì bây giờ cái giải pháp tiếp theo là nâng cấp công suất cho cái động cơ này. Thì hiện tại giải pháp duy nhất đang có là sử dụng cái ray chip GTS tăng công suất cho nó. Đó. Tại vì xe này chưa có remap được. Thì đây là cái bộ ray chip GTS nhập khẩu từ Đức. Phần mềm được phát triển riêng cho chiếc Benzin X7 luôn. Đó. Ồ, từ Đức luôn nha, xịn luôn. Anh Đức báo giá cho mọi người luôn đi. Cái bộ ray chip GTS bản có Bluetooth điều khiển qua điện thoại luôn. Ồ, vậy hả? Trên app có tiếng Việt luôn nha. Wow, xịn vậy. Giá này biết là 16 triệu. 16 triệu cho bản có Bluetooth. Còn bản không có Bluetooth thì sao? Bản không có Bluetooth thì rẻ hơn 1 triệu. Rẻ 1 triệu. Nhưng mà bây giờ thì mình phân phối cái bản có Bluetooth luôn. Với cái giá quy đổi ra thì chỉ tương đương với cái bản không Bluetooth. Khi mà nhập từ web. Này. Để cho nó dễ sử dụng. Đây cho các bạn xem con chip nè, đã cắm trên xe nè. Anh Đức có thể chia sẻ một chút là cái việc lắp đặt con chip này có phức tạp không anh? Việc lắp đặt con chip thì cực kỳ đơn giản luôn. Nó chỉ bao gồm có hai cái dây ở đây thôi. Mình sẽ nối một cổng vào đây và một cổng ở đây. Đó. Nó sẽ can thiệp vào cái tín hiệu của turbo. Ở đây thì em nghĩ là các bác mà đi Benzin X7 thì đó giờ chắc cũng chưa có tìm hiểu nhiều về cái vụ chip tăng công suất này đâu. Thì anh Đức có thể giải thích một chút về cái phần chip công suất này làm như thế nào mà nó có thể giúp cho cái xe tăng được công suất. Thông thường thì như các bạn đã biết thì mình chuyên nghiên cứu về tăng công suất cho các dòng xe. Thì đối với các dòng xe mà có turbo á, thì sẽ có hai giải pháp. Một là mình có thể remap ECU, hay là mình có thể gắn cái con chip. Nhưng mà đối với dòng xe này thì mình hiện tại chưa có bất kỳ một cái giải pháp nào có thể can thiệp vào ECU của nó được hết. Thì đành phải dùng giải pháp còn lại là dùng chip. Thì chip nó sẽ nối tiếp vào cái cổng tín hiệu của sensor đi vào ECU và nó sẽ gửi một cái tín hiệu giả về ECU để cho nó chỉnh lại cái app của turbo để tăng công suất. Vậy là từ cái chỗ chỉnh app turbo thì nó sẽ giúp cho cái động cơ nó tăng công suất. Đúng rồi. Ok, rồi. Vậy thì có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc là cái race chip này thì nó có làm ảnh hưởng gì tới cái hệ thống quản lý động cơ hay là điện của xe không? Cái này thì lắp đặt là thứ nhất là plug and play luôn. Dắt sản xuất không riêng cho, không chế cháo gì cho xe này hết. Thì việc lắp đặt như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì tới hệ thống điện. Thứ hai nữa là nó sẽ không có ghi đè tín hiệu lên ECU zin của xe được. Cho nên là việc sử dụng chip này nó cực kỳ an toàn. Tại vì không cần nữa tháo ra thì nó lại về zin thôi. Tháo ra còn bán lại được nữa chứ. Đúng rồi. Chứ còn remap thì đâu có bán được. Đúng rồi. Rồi, nghe anh Đức chia sẻ là thấy uy tín luôn đúng không? Các bạn nếu mà thấy xe mình yếu thì cứ qua anh Đức bắt bệnh cho nha. Rồi, ok, thôi bây giờ chắc là mình sẽ cho dyno chiếc xe này lúc còn nguyên bản ha. À, nguyên bản chiếc này thì mình chỉ cần chỉnh trên đây về không thôi đúng không? Đúng rồi. Ok, đấy, bây giờ sẽ đo một lần là cái map nguyên bản của chiếc xe để xem là công suất bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ chỉnh hết cái mức của nó là lên tới mức mấy rồi? Nấc số 7. Nấc số 7 là công suất mạnh nhất. Đúng rồi. Rồi, sẽ đo một lần nữa ở mức số 7 để xem là chiếc xe Benzin X7 này với động cơ tăng áp 1,5 lít sẽ lên được bao nhiêu.
Rồi, sổ số ra bao nhiêu anh Đức? Rồi, sau khi đo zin chúng ta có là 190 mã tại bánh. À, 119 mã tại bánh. 119 lộn. Là 191 Newton mét tại bánh ha. Ok. Rồi sau khi mình bật con chip lên ở map số 7 thì kết quả là 140,7 mã. Và 230 Newton mét. Vậy là lên bao nhiêu anh? Tăng 21 mã lực tại bánh. Và 39 Newton mét. Cũng được đó chứ. Và chúng ta có thể thấy là moment sóng vào sớm. Dựng rất là sớm luôn, dựng lên luôn. Vậy là bốc phải biết. Nói chung là bây giờ gắn cái con race chip này vào Benzin X7 là các bác có thể tự tin đi trụng được Honda CR-V. Hợp lý luôn, quá hợp lý, yên tâm luôn ha. Cái mức mã lực với lại moment sóng này chắc là nhỉnh hơn so với CR-V Zin hả anh? Nhỉnh hơn một chút nhỉnh so với CR-V Zin. Đó, yên tâm luôn ha. Ok, ngon rồi. Bây giờ bên Baxio có hàng sẵn cái race chip cho Benzin X7 không anh? Hiện tại thì mình cũng vừa mới hoàn thiện cái khâu đặt hàng với race chip. Nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Thì hàng cũng sẽ về sớm thôi. Chắc là trong tháng 7 này là sẽ có hàng cho dòng X7 này. Vậy thì bây giờ bên Baxio có chương trình ưu đãi nào cho khách hàng đặt trước không? Cái race chip này. Các bạn xem vlog và đăng ký thì mình sẽ có ưu đãi là giảm 1 triệu khi mà đặt hàng qua clip của vlog. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ ha, các bác đi Benzin X7 mà thích cái race chip này rồi á thì cứ qua liên hệ với anh Đức Basio đặt hàng. Đọc bát là xem vlog xe hay là bạn anh Khoa vlog gì đó, chứ đừng đọc bát là bạn anh đi quay em chiều nha. Rồi, như vậy thôi. Xin cảm ơn.